Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em Những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý Phù hợp với bản thân Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng Phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao Thuộc dòng xe đua, xe rốt, xe tay cong Tên xe cũng như là thương hiệu của nó là cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới Kể cả là ở Việt Nam mình Riêng cái tên và thương hiệu của hãng check này Nó phải thuộc hàng tốt rồi Các bác chơi xe lâu năm Cũng như là các bác chơi xe chuyên nghiệp đi chăng nữa Không lạ gì Hãng này các bác ạ Nó cực kỳ nổi tiếng Và cái chiếc xe ngày hôm nay Đó là hãng check khung carbon Thuộc dòng cao cấp Mã của nó là Madone 4.3 Đó hàng chính hãng của Mỹ sản xuất tại Đài Loan. Riêng cái chiếc xe khung carbon check Madone 4.3 này, các bác mà mua mới vào thời điểm mà hãng bán mới, ấy, không bao giờ dưới cái giá 40 đến 45 triệu, không bao giờ dưới đâu ạ. Toàn từ 40 mấy đến 50 mấy triệu trở lên, các bác mới sở hữu được một chiếc xe check Madone 4.3 này. Các bác nhé. Và cái chiếc xe ngày hôm nay thì em cũng phải ghi nhận là cái màu sắc của nó quá đẹp Màu trắng và màu đen vừa phải phối ở trên xe Cực kỳ đẹp Kể cả từ những cái yên được nâng cấp hay là cái post tăng Nguyên bản nó rất là đẹp Chiếc xe ngày hôm nay gần như là zin 100% Đó Và em xin phép em đi vào chi tiết cấu hình đồ phụ tùng của chiếc xe hãng Chính hãng của trách thương hiệu của Mỹ này Đó và đầu tiên là xe này được trang bị nhé Nguyên bản là bộ group 105 5 7 Nhưng cái đùi đĩa đã được nâng cấp lên 5 8 Cực kỳ là ok Để cho giúp cho các bác là cái guồng chân các bác đạp rất là Là có nghĩa là nó hỗ trợ cái guồng chân các bác đạp nó trớn hơn Lip 10 và đĩa 2 Đây các bác nhìn cho em Nó còn đẹp không? Đẹp nó thể hiện trên từ cái tay lắc Cũng như là cái số chữ Simalo Lắp chụp cao su, dây cuốn Dây này là dây xịn nhé dây xịn các bác nhìn phát biết ngay cực kỳ đẹp con này phải đẹp phải nói là quá tuyệt đối luôn tay lái pot tăng chính hãng của Bontrager của Mỹ nhé các bác nhìn cho em từ con ốc tay lái bằng nhôm nhưng mà hàng chính hãng nguyên bản này quá chất lượng nó zin từ những cái dây vỏ dây tanh này đó à, dây quấn bên trái các bác nhìn cho em lắp chụp cao su bên trái chữ bên trái chữ bên trái so bên kia thì nó không được lét hơn nhưng mà con này nhá Không có nhìn thấy suốt cực kỳ khó luôn Đây các bác nhìn cho em này Nó khá đẹp Cực kỳ đẹp Tay lắc này Đuôi này Dây quấn này Và người chủ cũ người ta Thường thường cái dòng xe tay cong các bác nhìn thấy ai lắp chuông không Nhưng mà cái người ta lắp ở dưới này rất là ok Các bác cầm ở trên này các bác có thể gẩy được Này Các bác thấy cái chuông nó chất lượng không Đó Phanh trước Nguyên bản theo xe cũng là Shimano 105 5007 Japan nhé Phanh còn rất là đẹp các bác nào chơi trước này thì đúng là gọi là vĩnh cửu Khẳng định luôn Mà chơi trước này trong tầm tiền các bác chơi nó quá là ok Càng carbon check chính hãng này Bonchager nhá Của hãng luôn check Tem cảnh báo từ nhà máy Từ nhà sản xuất luôn còn nguyên Đây là tại sao nó zin nó chất lượng như này Cặp vành Bonchager Nguyên bản theo xe vành nhôm nhá Tâm lăn hoa dẹt Đó các bác phải lên nhớ này Kể cả cặp có những con check bác mua đến 50 triệu nhưng mà hệ thống vành nhôm của nó đều là chạy hệ thống bi rời. Nhưng mà em xin thưa các bác hệ thống bi rời này của nó nó cực kỳ trớn. Nó chất lượng lắm. Đó, vành các bác nhìn cho em ở cái khe vành này nó còn nguyên cái đường gân đen này. Đó, là còn rất là mới. Lốp của con này cũng là lốp Bontrager nguyên bản theo xe, nguyên bản nhá. Còn rất là dày này, cái mặt bề mặt gai các bác nhìn cho em chưa? Đó. À, thông số lốp 700x23. Đó. Zin hết, dây âm này, dây âm này. Đó, dây âm hai bên này đó duy nhất nhé duy nhất là dây một dây đi bên ngoài đó, đó là dây làm ở phía sau Đúng như nó ở dưới gầm này để đứng lên các bác nhìn cho em này đó đi này các bác không nhìn thấy đến từ vòng chém cổ cũng SSA của Mỹ nó dìn hết này nó dìn từ trên xuống dưới đấy Madone Seri này in trên xe Make in Taiwan đây các bác nhìn thấy cái tem tem cọc yên vốn dĩ nó đã phải bóc hoặc là phải bong rồi nhưng mà còn nguyên này nhưng mà theo em nghĩ bác là mua để bóc nó ra đây là tem của từ hãng mới nhá nguyên si cọc yên bằng carbon bằng carbon các bác nhé đây à, gọng nước trên xe cũng là gọng nước ngon này à, chất lượng các bác nhìn cho em đây này. đã là hàng chính hãng nhưng mà con này còn được qua ở Hàn Quốc được kiểm định ở trên này này đây là cái kiểm định nhé các bác có hút google các bác xem kiểm định tại thị trường Hàn nhập vào thị trường Hàn đã được kiểm định hãng Gian này đó và đây thông số này carbon bình thường các bác xem những con trách là carbon OCLV 300 nhưng con này nó là mã 400 series nhé à, cao cấp hơn 300 đó UCI này kiểm định uh, liên đoàn uh, quốc tế xe đạp này, của quốc tế thế giới in trên xe đó trên xe nó hiển thị là size 52 nhưng thực chất này 52 nó đo theo kiểu, kiểu chéo nhé chứ không phải đo thẳng như như xe này của của em của mọi ở Việt Nam mình bình quân hay đo đâu tí em sẽ nói sai cho các bác biết sai nó cũng rất là ok đây đùi đĩa này Người ta nâng cấp nó đáng chưa các bác? Nâng cấp này, đùi đĩa 170 này, chiều dài của đùi đĩa là 5800 nhá. Đấy, cũng là 105 mét Đấy, 170. À, trên xe này được gắn đôi bê đan chạy bạc đạn. Các bác nhìn cho em này. Đó, cực kỳ ok nhá. Đây, hàng chính hãng các bác xem. Ở dưới này là có mã vạch này, mã QR code này, tem này đầy đủ này. Đó, các bác chơi những dòng chính hãng rồi các bác biết. À, và trên dòng này là dòng cao cấp rồi, nó có đua táp ở trên này. Đua táp dạng kiểu đua táp Bluetooth của Bontrager nhé Các bác có cái hệ thống cảm biến của Bontrager là các bác gắn là các bác chạy Là có nghĩa là cái này nó giúp các bác là đo lực, để đo tốc độ, đo vận tốc này Vân vân, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu Nhưng mà những cái phiên bản cao cấp là mới có những cái này Đấy, em cứ nói như vậy để cho các bác dễ hiểu Vành trước, vành sau đều BOLTRAGER hết Tầm lằm noa dẹt, lốp sau cũng ZIN này Các bác nhìn thấy không? ZIN 700x23 BOLTRAGER hết Đây lốp sau nó còn mới hay không các bác nhìn cái bề mặt này nó vẫn còn những cái sần 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 gai như này thì các bác biết này cực kỳ ok chớn năm các bác ạ đó phanh sau cũng một này năm này năm ngàn bảy này japan hết nhé tiếp đến xe được trang bị nguyên bản là cụ đề một này năm năm ngàn bảy đó các bác nhìn nó mới chưa dây tanh kẹp nhôm kẹp trì màu vàng ống còn nguyên này đó lip cũng là japan nhé 10 này chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một các bác nhìn thấy lip cho em chưa cực kỳ chất lượng đến từ cái xích này cũng là Shimano Japan nhé đây này em còn giỏ dầu ceramic này đấy các cái xe các bác mua em đã giỏ dầu thấm dầu nó ngấm vào một lúc nữa nó sẽ ngấm này nhưng mà cái 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 dầu này cực kỳ chất lượng luôn đến xích Lip đều Japan hết đây gạt cũng một này năm này các bác nhìn cho em này đó đùi đĩa bên này cũng vậy này đây có một vài vết xước kiểu gian gian như sợi tóc này đấy, nó rất là nhỏ nhưng các bác nhìn cái răng đĩa này vuông đét Sơn còn chưa bay này, chưa bay hết này. Đó, thông số của đĩa này. À, Shimano 11 s à, đĩa lớn là 50, đĩa nhỏ là 34. Đó, các bác nhá. Đĩa nhỏ 34 và con này được nâng cấp lên cọc yên của S guộc. Cọc yên xịn nhá. Đây là mã của nó đây này. À, của nó là mã của nó là uh, tua pi này, tua pay tua pay nhé các bác lên đánh cái chữ của yên s cuộc tua pay xương yên carbon đế yên carbon yên chính hãng tem này tem nó không khác gì một cái tem của một cái áo hàng hiệu nhé Nhìn này, vẫn còn nguyên trên này nhé Đây là yên xịn, các bác lên tìm hiểu đi Chỗ là bán rẻ nhất cái yên này cũng phải tầm 5 triệu cái yên này Có chỗ còn hơn 5 triệu cái yên này Yên chính hãng xịn nhé, của Mỹ nhé Đó, đế bằng carbon Các bác nhận mua cái xe này các bác nhìn cái đế yên dưới này Mới Các bác mới biết được tại sao cái hàng xịn nó làm chất lượng Các bác ạ, à, đó, đây à, Cái size nhé, em nói rõ luôn này À, em đo từ tâm đùi đĩa này kéo lên hẳn cái đỉnh khóa Cọc yên này các bác nhìn cho em này có 49,5 nhá 49,5 thôi và em đo từ tâm của khóa Cọc yên này à, từ chỗ Cọc yên này đến tâm của chén cổ này các bác nhá có 51 thôi đó 51 chiếc xe này là phù hợp cho người cao các bác còn, nói chung là đứng mà có 49,5 mà ngang có 51 thì nói thật với các bác là nhiều bác cao 1m60 các bác vẫn còn đi thích ngang 52 cơ đúng ra nó cũng không chưa phải đúng sai các bác đâu nhưng mà với cái đứng 49,5 và ngang 51 này thì các bác cứ uh, cao uh, 1m62 trở lên đi tại vì các bác cao 1m62 các bác đi đôi giày vào thì các bác cũng phải lên được 1m65 đấy thì là từ 1m62 đi đôi giày lên 1m65 cho đến 1m75 đổ lại là các bác đi phù hợp nhất các bác nhé và em cũng đã cân thực tế chiếc xe này tại nhà Tổng cả xe ghi rõ trên này 8kg Đấy 8kg Thì các bác biết những hãng check Xịn này hàng xịn này thì nó rất là nhẹ Đó Tổng cả xe nhá là có 8kg Và em cũng xin công bố rõ giá trên video này Đó chiếc xe này Đúng giá là em bán với cái giá là 20 triệu 500 ngàn Em bao ship toàn quốc Đó còn các bác uh, uh, Mua vào cái thời điểm này cũng như là trong cái 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 tháng này này cái tháng này là tháng gọi là tháng kỷ niệm tháng sinh nhật của cái shop bên em thì một chiếc xe em bán giá em sẽ bớt cho các bác tròn chiếc này với cái giá là 20 triệu đồng chẵn em bao ship toàn quốc đó, trên xe có sẵn gọng nước mấy cả là bàn đạp các cả các thứ là các bác về dùng ok và theo như em tìm hiểu con check mandone với cấu hình này khung carbon như này ở trên thị trường kể cả là các nhóm à, bán xe hoặc chơi xe từ trên Facebook hay là trên các cái trang web nền tảng bán cái phiên bản này đúng như chiếc xe của em nhưng không biết là chất lượng còn zin hay là còn mới như chiếc của em không giá thấp nhất cũng phải từ 25 đến 27 triệu trở lên các bác có thể tham khảo các bác nhé với cái giá 20 triệu chiếc này các bác chơi xứng đáng trong tầm tiền để mà nói được cái thương hiệu ok Chất liệu xe và cái độ mới của nó cực kỳ ok các bác ạ Và tất cả xe bên em nó là xe nhập lướt đã qua sử dụng không tránh được về vấn đề cũ hoặc xuất sát theo thời gian Ví dụ như chiếc này nó cực kỳ mới và zin gần như 100% Nhưng có những vết xước nho nhỏ Ví dụ như tay lắc các thứ lắp cao su chỗ này bên này đẹp quá Dây cuốn đẹp quá anh em bỏ qua Tay lái cốt tăng nó cũng cực đẹp bỏ qua này Dây cuốn bên này chụp cao su chỗ này một đầu bé tí như que tăm thế thôi chỗ này không phải bẩn thôi nhá gần như không có xước, em bỏ qua này càng này thật sự đến từ những cái tem cái chữ như này các bác nhìn này nó còn đẹp như này quá mới vành bánh cũng đẹp lốp còn mới khung thì gần như không có xước, các bác nhìn phía bên này cho em này chỗ này có một uh, chút chút này chắc trước đeo cái túi đây này, bé bé này đấy gần như không có giống uh, chéo này các bác nhìn cho em này đẹp không đẹp tuyệt vời luôn đây các bác nhìn này cực kỳ ok đây nhìn những cái chỗ có carbon xe nó phải như này cọc yên này cọc yên còn chưa bóng tem thì đủ biết rồi các bác ạ đấy các cái đuôi càng sau nó còn đẹp như thế này con này đẹp xuất sắc đấy ạ cực kỳ đẹp nốt sau cũng đẹp phanh sau đẹp những cái chỗ dễ xước là cái đuôi củ đề với cả đuôi phía bên sau này các bác nhìn nó còn đẹp như này mà đó chỗ này có một vết chấm xước ở chỗ sân trắng này đấy. Chỗ này có sước nhá, nhưng các bác thích kết chiếc này thì mua chiếc này thì em có, có thể sơ qua để nó hài hòa nó rất là đẹp luôn. Đó, miếng dưới này là miếng dán nhá. Đấy, nhiều bác không biết miếng dán của hãng còn nguyên này. Đấy, đùi đĩa thì em đã bảo rồi, chấm chấm nhỏ 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 như đầu cây tăm. Đấy. Bên này, bên này thì đẹp tuyệt vời. Đẹp lắm, càng kiếp. Màu này đẹp, màu này em thấy nhiều người thích đi màu này lắm các bác ạ. Với cái giá 20 triệu nhá, các bác nào có thể đi tham khảo đi. Xong rồi lại quay đến bên em cũng được. Thì các bác biết ngay cái giá nó cực kỳ tốt trong cái tầm giá của chiếc này. Mới thì nó đắt lắm. Lúc em nói ra mới vào cái thời điểm hãng bán mới thôi. Để cho các bác có sự so sánh để các bác cũng biết là mua sản phẩm này nó lúc cái giá trị của thực của nó lúc mới là bao nhiêu thôi. Chứ không có một cái hàm ý gì cả. Các bác nhá. Mới thì đấy. Các bác ngay đầu video đã nói rồi. Vâng, à, cái điện thoại cũng như là tên uh... À, shop của bên em Bùi Anh Bài điện thoại kìa 0913626986 kia các bác làm alo thì kết chiếc này Ưng chiếc này thì alo sớm lên em cũng như là kết bạn zalo em nhé thì à, để trao đổi thêm nếu các bác muốn biết thêm thông tin dạ à, vâng em xin phép kết thúc video ở đây em cảm ơn các bác anh các chị đã xem video của em ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo động lực cho em để em nhập những con xe nó thật là đẹp thật là chất lượng để về phục vụ các anh các chị em xin phép chào mọi người ạ